Cân điện tử Gia Phát, xin chào anh chị. Anh chị đang cần tìm cho mình một dòng cân bằng điện tử 500kg trở lại và có bánh xe di chuyển để anh chị tiện di chuyển cái cân trong nhà xưởng nhiều hơn. Thì chính video lúc này anh chị sẽ có nhìn tổng quan hơn về dòng cân điện tử có bánh xe di chuyển này. Đây là một dòng cân thực tế mà cân điện tử Gia Phát đã giao cho một khách hàng ở Đồng Nai trong lĩnh vực cân pha chế mực in. Và đây anh chị sẽ thấy thực tế là có rất là nhiều coffee và người ta sẽ đổ hóa chất vào đó, và trước khi đổ thì người ta đặt lên cái bàn cân như thế này. Cái kích thước bàn cân ở đây là 60x80 lần, cho nên mà để vừa bằng một cái phi và đổ dung dịch hóa chất vào và cân và lấy trọng lượng. Thế nhưng mà anh chị thấy cái cân này nó hữu ích, nó đúng với mục đích sử dụng của mình và mình đang cần đặt vấn đề là mình sẽ cần một cái cân như tương tự như thế, thì anh chị có thể truy cập đến website của cân tỉnh Gia Phát hoặc là gọi nhanh đến số hotline hiển thị trên màn hình. Cân Gia Phát chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt ạ. Xin cảm ơn ạ.